Kính thưa quý vị, thưa các bạn, giáo phụ Agostino qua đời năm 430 là thiên tài văn chương bên Tây Phương và là giáo phụ lớn nhất của giáo hội Latin và có lẽ của tất cả các giáo hội Kitô. Bút tích của người bao gồm nhiều lĩnh vực triết lý, hộ giáo, tín lý, chú giải kinh thánh, luân lý, giáo lý, tu đức, vân vân. Cả trong lĩnh vực thánh mẫu học, với giáo phụ Agostino, Tây Phương đạt điểm tuyệt đỉnh của mình. Chúng ta có thể tóm tắt tư tưởng thánh mẫu học của giáo phụ theo ba lộ trình sau đây. Thứ nhất, Đức Maria trong mầu nhiệm của Chúa Kitô. Thứ hai, gương mặt thần học và tin mừng của Đức Maria. Thứ ba, tương quan giữa Đức Maria và giáo hội. Trong mầu nhiệm của Chúa Kitô, Đức Maria có chỗ trong trung tâm lịch sử cứu độ. Các sự thật Kitô không vô lý như nhiều người tưởng nghĩ. Chống lại bè phái Manicheo, giáo phụ bảo vệ việc sinh ra thể lý đích thật của ngôi lời từ Đức Trinh Nữ. Liên quan tới sự thụ thai Chúa Kitô đồng trinh là nhân tố đầu tiên của lòng tin, giáo phụ khẳng định rằng toàn khối nhân loại đã bị nhiễm tội nguyên tổ, vì mỗi người đều vào đời từ liên hệ tính dục giữa người nam và người nữ, bị dục vọng thống trị. Chỉ có Đức Kitô là luật trừ duy nhất, vì đã không có dục vọng nào hiện diện trong việc người sinh ra. Trong nghĩa, một đàng có sự can thiệp của thánh thần, thánh hóa, đàng khác, sự thụ thai chỉ xảy ra qua sự gắn bó của lòng tin và sự hăng nồng của tình mến. Liên quan tới Kitô học đi xuống và chức làm mẹ Thiên Chúa, giáo phụ Agostino nêu bật nguyên tắc bản vị duy nhất của ngôi lời. Cùng một Thiên Chúa là người, không bởi việc lẫn lộn bản tính, nhưng bởi sự hiệp nhất bản vị, và Thiên Chúa làm người để con người được làm Thiên Chúa. Các công thức và giáo lý liên quan tới sự đồng trinh của Đức Maria trước, trong và sau khi sinh con cũng chính xác. Trong giáo lý giảng dạy cho tín hữu, cũng như trong cuộc tranh luận chống lại Joviniano và các người theo Elvidio, cả phản đề Eva Maria cũng được giáo phụ lấy lại. Vì người nữ loài người phải chết, vì người nữ loài người được sống. Gương mặt thần học và tin mừng của Đức Maria là khía cạnh hầu như hoàn toàn độc đáo trong tư tưởng của giáo phụ Agostino và đã để lại ảnh hưởng sâu đậm trong truyền thống Kitô. Đối với giáo phụ, gương mặt của Đức Maria là gương mặt của đấng hoàn toàn thánh thiện. Sự thánh thiện của Đức Maria được hiểu trong hai nghĩa tiêu cực và tích cực. Trong quan niệm tiêu cực, sự thánh thiện loại trừ khỏi Đức Maria mọi tội lỗi, vì mẹ là đấng được Thiên Chúa tuyển chọn làm mẹ Thiên Chúa. Giáo phụ viết, Đức Trinh Nữ Maria được miễn trừ khỏi tội lỗi, và vì danh Chúa, tôi tuyệt đối không muốn người ta đặt vấn nạn khi nói về tội lỗi, vì như chúng ta có thể biết, mẹ được ban cho sự dư đầy ơn thánh nhiều hơn biết bao nhiêu để thắng vượt tội lỗi, khi xứng đáng thụ thai và sinh ra đấng không hề có tội lỗi nào. Sự thánh thiện tích cực được làm thành bởi các nhân đức Kitô chính yếu: tin, mến, khiêm nhường, vâng lời. Giáo phụ Agostino xác tín một cách sâu xa về sự thánh thiện hoàn toàn không vết nhơ của Đức Maria. Trong cuộc tranh luận với Giuliano theo bè phái Pelagio và là người tố cáo giáo phụ là qua tội nguyên tổ đã trao Đức Maria cho ma quỷ, giáo phụ Agostino tránh né trong câu trả lời. Vì một đàng không muốn khước từ việc thông truyền đại đồng của tội tổ tông, đàng khác cũng không muốn làm hại đến vẻ đẹp tinh thần của Đức Maria. Giáo phụ viết, chúng ta không trao Đức Maria cho ma quỷ, vì hậu quả việc sinh ra của người, nếu không phải bởi vì chính điều kiện sinh ra ấy được tháo cởi bởi ơn thánh của sự tái sinh. Người ta đã thảo luận rất nhiều và tiếp tục thảo luận, không biết giáo phụ Agostino có nghĩ tới một việc miễn trừ cho Đức Maria khỏi tội tổ tông hay không? Toàn bộ các bút tích cho thấy xem ra là không. Có lẽ trong thâm tâm, giáo phụ kiếm tìm giải pháp mà các thế kỷ tương lai sẽ trao ban cho, trong cùng chiều hướng với các nguyên tắc của giáo phụ, bằng cách khẳng định rằng các công nghiệp của Chúa Kitô, đấng cứu độ duy nhất của toàn nhân loại, đã được ban trước cho mẹ vì chức làm mẹ Thiên Chúa. Vì thế, mẹ được ơn vô nhiễm nguyên tội. Gương mặt tin mừng của mẹ Maria mà giáo phụ Agostino vén mở cho thấy
từ các văn bản kinh thánh lại còn có sắc thái đặc biệt hơn. Trước hết, giáo phụ khám phá ra nơi mẹ một chương trình của sự đồng trinh, trở thành lời khấn đồng trinh, một lời khấn tự do, tươi vui, được Thiên Chúa chuẩn nhận và Thiên Sứ Gabriel biết đến. Giáo phụ viết, nhớ lại dự tính và lời khấn hứa có ý thức và thánh thiện của mình, vì mẹ biết điều đã hứa. Với câu hỏi, điều đó sẽ xảy ra thế nào? Mẹ hỏi cho biết kiểu Thiên Chúa hiện thực, chứ không nghi ngờ quyền năng của Thiên Chúa. Bạn hãy xem Sứ Thần biết và không từ chối cho mẹ biết điều đó. Hãy nghe cách thức Thiên Chúa thực hiện. Sự đồng trinh của Tôn Nương sẽ tồn tại. Tôn Nương hãy tin vào sự thật thôi. Hãy giữ gìn sự đồng trinh, hãy nhận lấy sự toàn vẹn. Vì lòng tin của Tôn Nương toàn vẹn, thì sự nguyên tuyển của Tôn Nương cũng vẹn toàn. Vì lời khấn hứa người đã tự do nói lên đó, khi trong đất Israel và trên thế giới, người ta chưa biết tới cuộc sống đồng trinh, Đức Maria là người đầu tiên sống sự đồng trinh trong giáo hội. Gương mặt của trinh nữ mẹ được giáo phụ Agostino đọc hiểu bằng cách ưu tiên nêu bật nơi Đức Maria hình ảnh người môn đệ hơn là hình ảnh bà mẹ, nghĩa là để cho yếu tố sinh học của chức làm mẹ phục vụ lòng tin và lòng mến. Giáo phụ viết, đối với Đức Maria là môn đệ của Chúa Kitô thì hơn là mẹ của Chúa Kitô. Cũng vì thế, Đức Maria có phúc vì đã lắng nghe và giữ gìn lời Chúa, giữ gìn sự thật trong tâm trí hơn là giữ gìn thịt xác trong cung lòng. Chúa Kitô là sự thật, Chúa Kitô là thịt xác. Chúa Kitô sự thật trong cung lòng Đức Maria. Điều mẹ mang trong tâm trí thì có giá trị hơn điều mẹ mang trong bụng. Đến độ liên hệ là mẹ đã không đem lại lợi ích nào cho Đức Maria, nếu một cách có phúc hơn, mẹ đã không mang Chúa Kitô trong tim hơn là trong thịt xác. Như vậy, tuy biết khó khăn của việc chú giải Kinh Thánh, giáo phụ Agostino đã vượt thắng tảng đá ngầm truyền thống liên quan tới câu Chúa Giêsu trả lời tại Capernaum cho kẻ báo cho Chúa biết sự hiện diện của mẹ và anh em Chúa. Ai là mẹ và anh em tôi? Giáo phụ không lý luận từ các văn bản Kinh Thánh song song, mà từ sự tiền định đời đời của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu những kẻ thi hành ý Thiên Chúa mà có thể nói được là mẹ của Đức Kitô, thì Đấng đã được tuyển chọn làm mẹ người, lẽ nào lại không thi hành ý của Thiên Chúa? Lẽ nào mà Đức Maria không làm theo ý Thiên Chúa Cha, khi mẹ là người vì lòng tin mà đã tin, vì lòng tin mà đã thụ thai, đã được tuyển chọn, để từ người nảy sinh ơn cứu độ giữa loài người, đã được Chúa Kitô tạo dựng trước khi Chúa Kitô sinh ra nơi người? Đức Thánh Maria đã làm, chắc chắn đã làm theo thánh ý của Thiên Chúa. Một ý muốn cứu độ, khiến cho người mẹ thành Chúa Kitô, thù lãnh và là mẹ tinh thần của tất cả mọi chi thể khác. Nơi giáo phụ Agostino, tương quan giữa Đức Maria và giáo hội đã được diễn tả một cách sáng ngời nhất mà công đồng Trung Vatican II cũng lấy làm điểm quy chiếu. Trước hết, đó là tương quan sự cao vượt của giáo hội trên Đức Maria, vì Đức Maria cũng là một chi thể của giáo hội, một chi thể tuyệt diệu và thánh thiện, nhưng chỉ là một chi thể. Giáo hội là thân thể mà tất cả mọi chi thể đều là thành phần, kể cả Đức Maria, và cùng với đầu làm thành một điều duy nhất, Chúa Kitô toàn thể. Thế rồi, đó là một tương quan của sự giống nhau. Thật vậy, giáo hội là thân mình của Chúa Kitô, là hiển thê của Chúa Kitô trong tinh thần, qua sự toàn vẹn của lòng tin, lòng cậy và lòng mến, cũng đồng trinh trong thân xác của một vài chi thể là những người đồng trinh. Và giáo hội cũng là mẹ Chúa Kitô, vì sinh ra các chi thể của Chúa Kitô, sinh ra các dân tộc bằng cách vẫn đồng trinh với lòng dạ của tình bác ái. Hình ảnh này về giáo hội phát xuất từ hình ảnh của Đức Maria, vừa là trinh nữ của Chúa Kitô trong thân xác và trong tinh thần, vừa là mẹ của Chúa Kitô trong thân xác và của các chi thể Chúa Kitô trong tinh thần. Trong nền tảng, đây là sự bổ túc giữa Đức Maria và giáo hội. Thật thế, điều Đức Nữ Trinh chu toàn khi thi hành ý muốn của Thiên Chúa Cha, ý muốn cứu độ để tất cả mọi người trở thành thân mình Chúa Kitô, thì giáo hội cũng tiếp tục chu toàn như mẹ và với mẹ, và mỗi một tín hữu cũng tiếp tục chu toàn một phần. Giáo phụ Agostino viết,
mẹ của người, tức Chúa Kitô, là toàn thể giáo hội, vì giáo hội sinh ra các chi thể của người là các tín hữu, chắc chắn với ơn thánh của Thiên Chúa. Cũng thế, là mẹ của người mọi linh hồn đạo đức thi hành ý muốn của Thiên Chúa Cha với lòng mến rất phong phú đối với người họ sinh ra, cho tới khi Chúa Kitô thành hình trong người ấy. Như thế Đức Maria đấng thi hành ý muốn của Thiên Chúa trong thân xác chỉ là mẹ của Chúa Kitô, trong tinh thần là chị em và mẹ người. Mẹ trong tinh thần không phải của thủ lãnh của chúng ta là chính đấng cứu thế, từ người mẹ đã được sinh ra trong tinh thần, nhưng chắc chắn là mẹ của các chi thể Chúa là chúng ta, vì mẹ đã cộng tác với lòng mến vào việc sinh ra các tín hữu trong giáo hội. Và họ là chi thể của đầu, còn liên quan tới thân xác thì mẹ là mẹ của chính đầu. Trong tương quan giữa Đức Maria và giáo hội, giáo phụ Agostino nêu bật nền tảng của chức làm mẹ tinh thần của cả hai bên, đó là tình bác ái. Một tình bác ái tỏa thoát từ lòng tin nơi Đức Maria và khiến cho mẹ nên phong phú trong việc sinh hạ cho Chúa Kitô thủ lãnh và bởi công trình của Thánh Thần, và phong phú trong việc cộng tác trong giáo hội với việc tái sinh thân mình của Chúa Kitô, nghĩa là của tất cả mọi chi thể trong các thời điểm của trần gian và lịch sử. Dĩ nhiên là sự chú ý của giáo phụ Agostino đã không thể trải dài ra trên sự cộng tác của Đức Maria với toàn tiến trình biến cố của Chúa Kitô từ lúc truyền tin cho tới lúc phục sinh, lại càng không thể duyệt xét sự tham dự của mẹ và con đường lịch sử của giáo hội trên trần gian này. Giáo phụ chỉ tập trung cái nhìn vào biến cố truyền tin là lúc định đoạt nhất, khi vì chúng ta, Chúa Kitô trộn mình vào trong bột của chúng ta để biến đổi nó. Trong đó lòng tin và tình yêu thương của Đức Trinh Nữ đối với người và đối với chúng ta khiến cho mẹ của đầu cũng trở thành mẹ của các chi thể. Và như thế, chức làm mẹ của Đức Maria kéo dài trong giáo hội.